At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất. Netizen bức xúc đòi cấm chiếu phim của Song Luân, Minh Trang. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ phản ứng về cảnh nóng của Song Luân và Minh Trang mà khán giả còn bức xúc yêu cầu dừng chiếu vì mối quan hệ mập mờ của cặp đôi trong phim. Bộ phim Việt có tên là Yêu Trước Ngày Cưới đang phát sóng trên nền tảng trực tuyến trả phí nổi tiếng do Song Luân và Minh Trang đóng chính, tiếp tục nhận về cơn mưa gạch đá. Ngay từ những tập mở màn, bộ phim đã nhận phản ứng trái chiều với chuyện ngoại tình của hai nhân vật chính khi cả hai đều đang có người yêu lâu năm, lên kế hoạch làm đám cưới. Song Luân, Minh Trang mập mờ quá lâu. Sau 18 tập phim lên sóng, làn sóng chỉ trích không hề giảm mà ngược lại còn trở nên dữ dội khi liên tiếp có vô số chi tiết nói về mối quan hệ gian díu mập mờ của Huy Hoàng do Song Luân thủ vai và Nhật Phương do Minh Trang thủ vai. Đáng nói, dù cả hai có những vấn đề trong mối quan hệ tình cảm hiện tại nhưng không chọn giải quyết dứt điểm để sống thật với cảm xúc của bản thân mà chọn sự không rõ ràng. Cụ thể, Nhật Phương có mối tình dài 3 năm với Mạnh Dũng do Quốc Anh thủ vai và kế hoạch cuộc đời chi tiết đến lúc về hưu nhưng lại phát hiện có tình cảm với Huy Hoàng. Thay vì chọn tuyệt giao quan hệ, Nhật Phương miệng nói là ghét nhưng lại đồng ý qua đêm với anh làm việc chung. Còn Huy Hoàng dù biết rõ không còn tình cảm với Minh Anh do Nhã Phương thủ vai nhưng không dứt khoát chia tay mà còn công khai quan tâm cô gái khác. Đỉnh điểm ở diễn biến tập mới nhất khi Huy Hoàng và Nhật Phương có chuyến công tác tại Đà Lạt đã suýt đi quá giới hạn vì tình cảm với đối phương bộc phát. Không chỉ chăm sóc thân mật, cả hai trao nhau những nụ hôn nồng cháy, thậm chí còn suýt có cảnh giường chiếu nếu Nhật Phương không có cuộc điện thoại từ bạn trai. Nhờ cuộc gọi này, Nhật Phương đã tỉnh táo để nhận ra là đang có hành động sai lầm và dừng lại. Cô giao kèo chỉ làm bạn với Huy Hoàng, nhưng sau chốt deal, đôi bạn thân này lại ôm ấp một cách nồng nhiệt không rời. Khi trở lại cuộc sống thường nhật, đôi bạn thân này còn rủ nhau ăn uống, công khai quan tâm nhau từ ánh mắt, cử chỉ. Tình tiết này đã khiến khán giả muốn nhảy dựng bởi cho thấy cái nhìn lệch lạc không chỉ từ phía nhân vật mà còn biên kịch khi bất chấp sáng tạo ra bộ phim trái ngược với luân thường đạo lý như thế này. Dưới đoạn trích cảnh suýt đi quá giới hạn của Huy Hoàng và Nhật Phương được chính nhà sản xuất phim đăng tải có vô số bình luận ném đá, tuyên bố tẩy chay phim. Một số khán giả nghiêm túc hơn thì đề xuất việc cấm chiếu bởi Yêu Trước Ngày Cưới không có thông điệp gì khác ngoài việc cổ suý ngoại tình, tôn vinh cha nam, tiểu tam một cách khó chấp nhận. Những ý kiến này chỉ ra rằng nội dung suốt 18 tập phim chỉ cho thấy cặp đôi chính có tam quan lệch lạc từ suy nghĩ cho đến hành động mà không hề thấy tình tiết nào để thấu hiểu và đồng tình với họ. Không chỉ cặp đôi chính, nhân vật ở tuyến phụ là Đỗ Khả Thi do Sĩ Thanh đảm nhận cũng vấp phải chỉ trích khi tái hiện hình ảnh một cô gái mê trai đến mù quáng. Ở chuyến công tác Đà Lạt thì vô tình phát hiện nam đồng nghiệp đắc lực do Hữu Vi thủ vai không chỉ là trai 6 múi, ngọt nước mà còn có xuất thân gia thế. Xác định con mồi, Khả Thi bất chấp chinh phục từ lời nói, ánh mắt đưa tình cho đến cả việc ngã nhào vào lòng anh. Chiều quyến rũ đàn ông này của Khả Thi cũng bị khán giả đánh giá là sôi thịt, lạm dụng một cách phản cảm. Nhiều người hâm mộ nhân vật của Sĩ Thanh trước đó cũng tỏ ra thất vọng khi cho rằng Khả Thi nếu là cô gái thông minh hẳn sẽ có cách chinh phục đàn ông tinh tế hơn thế. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.